Chào các bạn, mình là Thắng. Ở trong những cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách làm cái đàn guitar từ cái vỏ lon coca như thế này. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem cái quạt cũng từ lon coca và cái động cơ điện một chiều mà mình tận dụng. Những cái đồ này đều là đồ tận dụng hết các bạn nhé. Nó hỏng rồi đấy, thì mình tận dụng động cơ thôi.